Đây là cái cây chậu, cái cây quỳnh hoa nở ngày của em đó, của Lê và em. Thì nó khi mà nó chớm cái nụ đó thì nó thấy nó có cái màu ngà ngà như vậy. Em thì em thấy nó là cái ivory đó. Nó nở cái này, bông này nó nở chỉ được có 2 ngày thôi rồi nó tàn, nhưng mà nó cũng châm ra hoa lắm. Cây này thì em có nhiều đó, thì em quay cho anh QT, anh Quảng Thành ấy, với lại chị Hải xem, nếu mà anh chị mấy anh chị chưa có thì em cắt ra em ươm giống, nó có mấy cái chậu có hoa thì em sẽ đem lên nha. Đó. Lúc trước thì cái vườn này là em trồng lan, nhưng mà do chuột kiến rồi nó phá quá, rồi em cũng bận rộn cái thời gian mà má em bệnh đó, mẹ em bệnh đó, là cũng không có chăm sóc nó được nhiều. Thôi bỏ luôn rồi, tại vì mình lo cho nó rồi, cái không có thì giờ lo cho mẹ thì thôi em cũng chịu thua nó đi. Đây, cái hoa này jacaranda màu tím này của bên Úc Châu đó là Ly rất là thích, là ảnh muốn trồng ra cho nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, giữa cái cây phượng màu đỏ đó của Việt Nam mình với lại cái cây của Úc á, màu tím đó, thì ý này ý của chị Hải đó. Chị Hải cho nói cái màu tím thì nó đẹp, nhưng mà nó cái sắc của cái cây đó là cái cây nó ra cái nó mọc ra đó, là nó muốn nó mọc đi đâu thì nó mọc, nó tự biên tự diễn đó. Đó là mà nó cũng cao lắm, mình khó cắt, trong khi những cái cây mà phượng Việt Nam mình á, cái sắc của nó rất là đẹp. Và thêm nữa, đây là cái cây cái quay đó, thì nó còn nó che cái nắng. Bây giờ là ở đây là của em đó là 7-8 giờ sáng đó, thì cái này là nắng sáng đây nè. Cái hoa 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 sứ này nó kêu là hoa sứ đỏ Hawaii đó. Và cái này là của đứa cháu nó cho, cái đứa cháu mà em làm ở ngoài công trường em quen nó. Hà nó rất là dễ thương, nó đốn nguyên cái cây cây sứ của nhà này, nhà của Hà đó. Hà đem cho, Hà đó là kỹ sư xây dựng mà cũng là kiến trúc sư mới ra trường. Đó, tụi em cũng làm chung với cháu Hà cũng được nhiều năm nay, cũng 5-10 năm nay. Đó, thì em quay sơ cho anh chị coi coi thấy những cái cây này các anh chị có thích hay không. Thích thì em cái cây đó có sẵn thì em đem em cho được, em lấy em cho được. Đó, cái chậu này nó cũng nhiều hoa này, nhưng mà nó nở ngày hôm qua để em về chiều nó cũng tàn rồi đó. Cái chậu nó xòe ra nó to, với em trồng hiện giờ là em trồng theo cái cách là treo lên những cái chậu như thế này nè, thì nó sẽ không có đứa nào nó lên nó phá được, trừ mấy con chim thôi. Nhưng mà cái cây này em nghĩ nó cũng chua, nó không có ăn đó. Đây là có một cái chậu vàng nữa nè em, cái chậu này nó kêu là em thấy thì nó là vàng, nó nhạt nhạt màu một chút xíu đó, là tự dưng hôm nọ đó là em thấy nó có một cái bông màu hồng, cái màu nó cũng đẹp lạ lắm. Nhưng mà em thấy nhà anh Quảng Thành thì không có cái cây đó. Ngày hôm hai ba bữa nay là em chưa có làm xong nữa, chị Hải chỉ điểm hết nguyên cái cây hoa lồng đèn. Nó hoa lồng đèn này nó kêu là cái hoa tiger, điểm luôn hết luôn cái cây hoa bông hoa bụt hoa 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 hibiscus này, màu đỏ này nó cũng đẹp, cái màu vàng nó cũng đẹp. Em thấy thì sẽ dùng, em dùng sa mạc nhiều cho nên em sa mạc cái nó đất cát đá rồi cong, nó thành ra nó thích hợp với những cái loại cây của nó. Đó, cái chậu này là cái chậu hoa màu vàng nhạt đó, còn cái màu hoàng đậm á, thì của anh có chuyển trường cho anh hai em với bà chị sáu em đó, thì em chưa có chiếc cái cây đó được. Nó đây là một mớ cái cây, một số cái cây sứ mà em có đem giấu trốn vào trong cái vách núi này nè, rồi lấy cái valet che lại. Chứ thôi Ly mà thấy đó là Ly tưới, mà tưới đó là khi mà nó chưa có rễ đó, mình tưới đó thì cái cây mà chưa có lá nè, chưa có rễ thì mình không có cần tưới, mình để tới cho nó qua cái mùa đông tới mùa xuân á, gần chớm hè rồi nó mới bắt đầu nó mọc những cái mầm, những cái sút nó mầm nó lên, những cái lá lên này này này, rồi nó từ đó nó ra hoa đó, thì mình mới bắt đầu mình tưới nó, thì mình mới đem ra từ từ mình phơi nắng được. Nhưng mà cái cây này thì nó nặng, cho nên nó là mình phải có một cái cây mình stocking để mình support cho nó đứng vững ở trên đất thì nó không có ngã té tùm lum đó. Cái là cái vườn ôm cây của em nó như cái này.
em làm nó chỉ có được cái một cái phần nó thôi chứ em cũng đâu có thì nhiều, thì giờ để làm đó tất cả những cái chậu em treo vậy đó, nó để cho mình thấy cái là những cái cực khổ của những cái người làm vườn thì mình thương lắm. Em mua thêm một mớ cái Spanish moss này về ra để những cái phủ mấy cái cây xuất khẩu lành của em cho nó che bớt cái nắng, nó nắng ở đây nó tới 117 độ, cũng chiếu từ xa mình có chậu được không, không biết nó có đen cái mặt chỗ này không. Nó là có được ba cái hoa, bình thường nó là em nó nở luôn tới mấy chục cái nữa, tại vì em thấy thì nó sùm quá rồi, đi cứ đi ngang qua đi qua đi lại, ông đi qua bà đi lại chỉ có hai ông bà thôi là Ly với em thôi, nhưng mà ảnh đi anh không để ý, rồi ảnh quẹt trúng mấy cái lông của cái này, rồi ảnh ngứa ảnh gãy, rồi ảnh la mình. Nhưng mà em nói chứ thì em đã giấu trong kẹt rồi, ai kêu anh chui vô đó làm chi, để tất cả những cái thanh long với lại thanh lá trụ thì ảnh làm, nhưng mà trồng thì em làm, rồi bón phân là nhiều khi ảnh pha nước sẵn đó rồi em xách đi em tưới cái bình nhỏ nhỏ đó, nó làm với cũng tốn rất là nhiều thời giờ, mà thời giờ mình không có nhiều. Ban ngày á thì sớm 4-5 giờ sáng là em đã dậy đi làm rồi, tối nhiều khi kia 7-8 giờ tối, nhưng mà trên em thì tới 9 giờ đó là nó mới hết hẳn cái ánh sáng của cái mặt trời. Thật ra em cũng có được chút thời giờ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ em làm đó. Khi trước á thì cái dịch Covid á thì mình có làm việc ở nhà một chút xíu thì nó cũng đỡ đó, mà mình cứ chừng nào em hưu trí là tụi em sẽ bỏ thời giờ vào vườn nhiều hơn, thì hy vọng có nhiều cây này nọ, cây hoa đẹp, cây ăn trái đẹp đó, cây tốt đó thì em cũng đem chia người ít ít cho vui. Đó là những gì mà những cái ước vọng, những cái ước muốn đơn sơ của tụi em. Em thích cái cây hoa sứ này, nó thơm thiệt là thơm, cái mùi nhẹ nhàng lắm, mùi nhẹ thiệt là nhẹ. Tụi em còn nhiêu kêu mà tới 1 triệu việc chứ đừng có nói tới mà trăm ngàn việc đó, cực lắm. Chùm cái kia cũng chưa có làm xong nữa, lại còn phải cưa cái cây 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 phượng tím này xuống cho nó thấp thấp. Thì em thấy những cái người làm vườn ở trên Bel Air đó họ cưa cái cây cái sáp nó thấp, nó dễ cho mình, nó ra tức là cái ngọn mình khi mình cắt xuống thì nó ra nhiều cái tược nha, nhiều cái tược sẽ ra bông, tại bông này nó chỉ ra trên cái ngọn thôi đó. Nhưng mà Ly thì ảnh thì thấy cái cây này to nó có bóng mát, anh ở nhà nắng chang chang thành ra anh không có muốn cưa. Thì em đâu có muốn cưa bỏ đâu, em chỉ muốn cưa mình bỏ bớt một cái phần nào thôi để cho những cái cây còn lại nó mạnh, những cái nhánh còn lại cho nó mọc cho nó mạnh đó. Cái này là em trong cành đó là kia, nó nhà của Hà đó, nhà của em Hà, của cháu Hà đó là nó chỉ có một cái cây này phía trước nhà thôi mà nó thùm nó ra nó to bằng cái nhà của cháu cô ạ. À, rồi rốt cuộc đó, rồi ảnh cưa luôn nguyên một cái nhánh, nó lấy cái cưa cái chiếc xo anh cưa luôn nguyên cái nhánh bự, anh chất đầy nguyên cái xe truck nó chở tới là mình, cái xe của mình đi thì chiếc xe Honda Civic nhỏ đi làm việc cho nó đỡ tốn xăng nha, chứ ngày nào cũng quất 300 dặm nó, tức là khoảng 450 km á một ngày đó, là cái trung bình là mình đi như vậy, mà có nhiều khi mình đi luôn cả 500 km luôn một ngày, trong ngày mình đi về luôn đó. Thì trong vòng có khi tùy cái công việc nhiều hay ít thì mình cũng phải trở đi trở lại công trường cũng nhiều lần đó, là mình phải thu xếp để công việc nó cho nó smooth, nó đều đặn, nó nhịp nhàng, nó cho đi làm việc đó. Công việc của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi, rồi cái gì mình quay tiếp sau nha.